Dạ, xin chào cô chú anh chị nha. Hiện tại thì em thấy là có chị Ni cũng như là chị Meo Meo nha. Chị từ Mã Lai về, hôm qua là chị cũng đi ăn sinh nhật của anh Trương Bà Xuyên. Có chị Ni này, anh Nguyên nè. Wow, chị Ni rất là xinh nha. Chị Ni, chị Ni lúa này này chị Ni ơi. Ủa gì ơi, chị Trâm cả nhà, chị Chế, chị Ni quà rồi. Chị Ni ơi, anh Trung Minh Xuyên không tới hả chị? Chị không chuẩn bị quà. Chị tham đỏ chị Ni, chị Ni ơi tham đỏ. Tham đỏ đi chị. Xin đi chị. Vô đi, vô gì nè. Chị Ni chụp thảm đỏ đi chị Ni. Wow, thật mỹ là đỏ nè. Chào anh Nguyên. Chắc thảm đỏ đi chị Ni. Đó, thảm đỏ nè. Wow. Chị Meo Meo đâu chị? Meo Meo đó chị. Đi cho một trận nữa nha. Dạ. Mình cho mình chụp qua. Chị Meo rồi. Mấy chục ơi. Bóp nhỏ nhỏ lại nha. Đây là bị nói vậy lắm á. Yeah. Đẹp quá rồi đẹp. Anh từ YouTube cho à. Rồi mình thả tim với ạ. Thả tim này, thả tim đi Mỹ. 3, 2, giống tim thật quá. Dạ không có học lâu rồi. Có bị biến cũng thế được rồi. Dạ rồi mình có. Tin là lấy cái tim. Dạ. Tin là bị ánh đằng mà con đi. Nè nè nghe. Biết biết dạ. Có từ nhau tranh mà con đi. Rồi nhìn bên đây mấy em có chạy. Nhìn mấy em mà chị đó. Chị em chị. Quá đẹp quá ghê gớm. Chị ơi chị. Quá ghê gớm. Trời ơi chị Ni kìa. Được mọi người săn đón quá trời luôn. Quá ghê gớm. Nhờ người ta chụp nha. Nhờ người ta chụp cho. Mình đi chụp đi Nguyễn Tỷ. Chụp lâu lâu xíu rồi. Chụp anh nghe coi xe. Lâu lâu xíu đi anh. Rồi chụp đi. Rất là vui nha, nãy có sự xuất hiện của chị Ni luôn. Đi vô luôn. Cho tôi quay chị Ni. Ai ai? Quay chị Ni cho tôi đi. Ủa chị Meo đâu chị? Chị Meo ơi. Ôi, em rất là coi cái chơi Facebook của chị, bán bánh mì nè, bán hủ tiếu nè, bán những món ăn Việt Nam luôn đó đúng không chị? Chị Meo ở Việt Nam bao lâu chị về lại? Chị về chơi khoảng 2-3 ngày nữa. Sao chị không ở lâu một xíu chơi với chị Ni? Tại vì còn về vẫn còn coi cửa hàng, quần áo với lại quán. Yeah. Em thấy quán ăn của chị được mọi người Việt Nam á ăn quá trời luôn, nhất là món bánh mì á chị. Dạ, em ngày nào cũng coi Facebook của chị hết á. Rất là quý khi mà mọi người lại thích cái món bánh mì của Việt Nam mình ha chị. Đợi mẹ chị hả? Về thăm chị Ni, chị có kêu mẹ chị cũng quốc á. Lâu lắm rồi không thấy chị Meo á. Lâu lắm rồi không thấy chị Meo từ cái đợt mà bán hàng á. Chị Meo có bán mấy món đồ ăn vặt như là cơm cháy rồi khô gà hay bánh kẹo không? Thì chưa có thời gian nào. Cái đó mẹ đang mà đó mình cứ vô đi, em cứ vô chung với chị đi, anh đón mẹ cho. Ok, ôi ngồi đi đợi mẹ. Anh đón chung. Anh dẫn vô, anh chưa có vô mà, anh vô chung với chị đi. Đi, anh đi em vô chơi với chị nè. Dạ rồi, chị Meo với anh Nguyên vô trước nha. Đây, Meo rất là dễ thương luôn. Chị Meo bán những món đồ ăn Việt tại Mã Lai này. Rồi bán cả quần áo, bán cả những đồ ăn vặt như là cơm cháy, khô gà đó. Rất là vui. Còn đây,
Đây là một anh trợ lý đắc lực của chị Hồng Loan, đó là anh Hồng Châu Gió. Đắc lực là bò. Nhưng mà em không, biết mà thật sự em bận quá. Nhưng mà em biết anh đầu tiên. Anh nhớ cái đêm đó là em đã phỏng vấn anh đầu tiên có không ạ? Ở bên số 5 là chị Điểm. Đúng, em là người đầu tiên phỏng vấn anh. Mấy lúc sau em nhớ chị hết trơn á. Chị qua là em nhìn em mới nhớ. Tại vì con gái của mình em mà, đúng không? Cảm ơn anh Kiều nè. Gặp anh Hồng Châu Gió rất là ngọt, rất là hay. Khi mà hôm bữa là em đăng clip đó lên, người ta nói trời, nhân viên của chị Hồng Loan ngọt quá trời luôn. Thật ra là các bạn nhân viên ở bên shop của Bun Bun Shop á, em nhờ training cho các bạn hết, làm gì thì làm xuống dưới khách hàng á, nói tại vì là khách hàng là chủ đạo trong cái shop á, đúng không? Nên là các nhân viên phải được ưu tiên, thậm chí là những chị nào mà đang mua hàng ở bên shop á mà đang có vấn đề á, gọi hotline là sẽ được nghe liền, chắc chắn là được nghe, tại vì có một bạn được nghe. Ủa? Vô rồi. Đây nha, đây là bên trong của sân khấu nha. Rửa là chiếu rồi cả nha. Em có thể nói tìm xíu cho mọi người. Thì hôm bộ thầy đã lâu rồi, những bước như luôn. Rồi nhà cũ và ra. Rồi biết thầy có sinh tố riêng rồi hôm nay. Rồi những bước hay của thầy là có những kịch bản mới được hay quá. Rồi từ đó đi xem thích quá rồi, xem được quá. Rồi đây là một khán giả đặc biệt, cảm ơn em nhiều nha. Đã ủng hộ sản phẩm của Thảo Trần thời gian qua. Và chắc chắn là trong buổi tết này nha. Rồi cảm ơn em. Rồi chụp tấm hình đi làm kỷ niệm nha. Rồi 3, 2, 1. Rồi, thêm kiểm tra tim nữa ạ. 3, 2, 1. Thì rồi. Cảm ơn. Wow. Quá đẹp rồi nha. Rồi. Đây cả nhà, mọi người đều vô sân khấu hết rồi nha. Đạo diễn Quốc Thảo cũng đã vô rồi. Khán giả cũng đã vô rồi cả nhà. Khán giả mang một giỏ hoa rất là đẹp luôn nha. Đó. Anh là MC hả? Dạ vâng, hôm nay em là MC thì xin cảm ơn chị và tất cả các anh chị ở đây. Mình đã luôn yêu thương ủng hộ cho sân khấu Tịnh Quốc Thảo tụi em. Và mong rằng là bên sân khấu Tịnh Quốc Thảo tụi em sẽ có nhiều vở diễn hơn để có thể mà gửi đến tất cả quý vị khán giả cũng như những người yêu thương sân khấu Tịnh Quốc Thảo thiệt là hay ạ. Em xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Và mong rằng tất cả anh chị sẽ có một đêm xem kịch thật là vui ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ rồi. Em xin chúc vở kịch của sân khấu Quốc Thảo đạt nhiều thành công. Dạ vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn anh rất là nhiều. Hình như là mình chiếu từ mùng 1 đến mùng 5 Tết nữa đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Dạ. Chúng em sẽ chuyển xuyên Tết ạ. Dạ. Dạ. Lại còn ở những cái mùng sau tụi em sẽ sắp đặt sắp xếp để có thể mà có những cái suất tiếp theo cho mọi người. Nếu như dạ, trong cái mùng mà mọi người không xem được có thể xem những cái mùng sau ạ. Dạ. Là hết mùng 10 luôn hả anh? Dạ, khoảng đến mùng chắc bắt đầu là khoảng trước đi làm là trước mọi người bắt đầu đi làm khoảng mùng 6 mùng 7 thì dạ. Dạ, lịch tụi em sẽ update ở trên fanpage. Cả nhà nhớ đến sân khấu Phú Nhuận để xem những vở diễn của đạo diễn Quốc Thảo nha cả nhà. 72 quận Phú Nhuận à, sân khấu tịch Phú Nhuận. Em xin cảm ơn. Cả nhà yêu mến Quốc Thảo cũng như là các diễn viên thì cả nhà nhớ đến xem và ủng hộ các diễn viên nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, em chào anh. Anh. Rồi đây là những khán giả đầu tiên của sân khấu Quốc Thảo ở một cái địa điểm mới, một cái địa điểm khang trang hơn, to lớn hơn. Và đây là khán giả mà nói là nghĩ là sẽ rất là ủng hộ cho sản phẩm của Quốc Thảo và sắp tới đây sẽ có sản phẩm bởi vì sắp tới đây sản phẩm và sẽ liên tục từ 1 đến 9 mỗi ngày hai suất diễn các bạn, là mọi người Tết thì đi đâu chơi thì chơi nhưng mà tối thì cứ quay trở lại sản phẩm. Cái vở kịch rất là vui nhộn, rất là thú vị và một tên. Cảm ơn rất nhiều ạ.